Hello cả nhà, rất vui được gặp lại cả nhà hen. Thì Yến vừa gặp xong một cái bình hoa 2 tầng để bàn thờ ha, dân đài đức mẹ, là hoa ly với lại hoa hồng đỏ hen. Thì nguyên liệu Yến sử dụng là một bó hoa ly vàng ù, loại này là loại hai tay. Rồi hoa hồng đỏ Yến sử dụng là khoảng là 20 bông hồng đỏ ha. Lá để Yến sử dụng là lá, đầu tiên là lá thiết mộc lan nè, thứ hai là lá dừa nè, thứ ba là lá nuôi trồn nè, rồi thứ tư là lá cọ nè, năm là thiên tuế. Và để nói với hai bình hiện sử dụng gọi là bị trúc ha. Vậy thì cách làm cái bình hoa này như thế nào thì mời mọi người theo dõi sau đây. Cái phần đầu như thế này nè, mình để lại tí là Yến sẽ cuốn lá ha.
Yến sẽ lấy dây kẽm nè. Đây ha, Yến để Yến tạo thành cái đường thẳng.
giờ Duy sẽ tạo hình cắm hồng ha. Duy còn cắm những cái hoa vào. Để che phần xốp cho nó đẹp hơn thì em sử dụng hoa vi tròn ha. Đây, vi tròn. Phần mé bên đây thì sẽ sử dụng lá cỏ. Thank you.
cách ly ha. Rồi những cái chỗ trống ở đây á thì là Yến sẽ cuộn lá lan ha. Thì để nhà thấy nó có trống ở đây nè, Yến sẽ cuộn cái lá lan này lại. Đây ha, đó Yến cuộn lá lan phần này, đó phần này ha, đó Yến cuộn lá lan lại. Và đây mình nhìn tổng thể nguyên cái bình bông. Yến điều chỉnh cái chỗ này lại ha. Rồi ok, thì vậy là Yến đã hoàn tất cái bình hoa bàn thờ 2 tầng, hoa kết hợp hoa ly vàng và hoa hồng đỏ ha, rất là tươi mới. Thì chúc cả nhà sẽ thành công với bình hoa này.